Hôm nay mình xin giới thiệu bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một người đàn ông bị khuyết tật bẩm sinh và chỉ có hai ngón tay. Siêu nhân Ấn Độ 3, nhân vật nam chính Taiju của chúng ta đã trở lại cuộc sống bình thường kể từ khi anh đánh bại tiến sĩ Ivor để giải cứu cha mình Gangju, và sống một cuộc sống hạnh phúc với cô bé Brown. Là một tiến sĩ, anh tâm huyết với công việc nghiên cứu khoa học. Mọi người đều tin rằng kết quả của anh ấy sẽ mang lại lợi ích cho xã hội, và những nỗ lực cuối cùng cũng đã có kết quả. Những cột thép đã mở ra cánh cửa cho sự phát triển tuyệt vời. Chúng sử dụng năng lượng ánh sáng để làm cho những cây khô héo mọc lên những chiếc lá xanh một cách kỳ diệu. Mặc dù cuối cùng thí nghiệm đã thất bại, nhưng đó là một kỳ tích. Ở một nơi nào đó, một tổ chức xấu xa âm thầm mọc lên. Người đứng đầu tổ chức là một thanh niên tên K. Chỉ số IQ của hắn ta vượt quá Einstein. Hắn rất giỏi, nhưng Chúa rất công bằng. K sinh ra đã khuyết tật, hai ngón tay chỉ có thể cử động nhẹ và chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. K cũng đã từng nghĩ đến việc chữa khỏi bệnh cho mình, nhưng vì gen di chuyển quá đặc biệt, không có tủy để thay thế và kế hoạch chấm dứt. Tuy nhiên, hắn đã tạo ra một đội quân quái vật kết hợp động vật và con người. Bản thân K là một người có siêu năng lực và có thể điều khiển mọi thứ bằng trí óc của mình, nhưng anh ta đã không sử dụng nó vì lợi ích của nhân loại mà thực hiện một ý tưởng xấu. Hắn tạo ra một loại virus rất khủng khiếp, nó có thể gây chết người trong tích tắc, đó là vũ khí tuyệt vời để tiêu diệt loài người. Tôi không biết về những người này, họ làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ mỗi ngày như một người bình thường. Tất nhiên, thỉnh thoảng họ sẽ đóng vai siêu nhân với sứ mệnh giải cứu thế giới. Có một tai nạn máy bay và Taiju đã vội vã chạy ra ngoài để ứng cứu. Chiếc máy bay bị sự cố về bánh lái khi sắp hạ cánh, và Taiju đã nhảy lên lấy thân mình tạo thành giá đỡ cho chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Tiến sĩ Long Tao là một chuyên gia virus có kinh nghiệm. Hôm nay ông đi làm như thường lệ, nhưng khi vừa bước vào phòng làm việc đã gặp một cô gái ở đó. Bác sĩ không phải hạng người ham sắc dục nên ông đã gọi cho bảo vệ. Chuyện không đơn giản như vậy, cánh tay của cô gái biến đổi kinh ngạc sau khi chạm vào ông, từng bộ phận trên cơ thể kể cả quần áo, tóc và thậm chí là nốt ruồi cũng được sao chép từ tiến sĩ. Sau một lúc, cô gái đã biến thành một bản sao không khác một chút nào với vị tiến sĩ. Chứng kiến sự việc quá kinh ngạc này, vị tiến sĩ đã hoảng sợ và đã ngất xỉu tại chỗ trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, cô gái còn giết một số người làm việc cho vị tiến sĩ rồi trốn thoát. Thực chất, cô gái này là một sản phẩm của K. Kaza có thể thay đổi được hình dạng bên ngoài, cô là một trong những thí nghiệm thành công nhất của hắn khi pha trộn với dòng máu xe long và là cánh tay phải đắc lực. Cô được xếp vào hạng vũ khí đặc biệt cho kế hoạch thống trị trái đất. Kế hoạch đầu độc của K đã thành công, 40% người dân trong nước đã bị nhiễm bệnh. Tình trạng bệnh dịch bùng phát quá nhanh nên hệ thống đội ngũ bác sĩ đã bất lực. Tại thời điểm này, họ đã nhận được một tin khá khả quan. K đã phát triển được kháng thể và nó được mọi người đón nhận. Hắn đã rất vui mừng, nhưng mọi người không biết rằng tất cả chuyện này đều là do K bí mật thực hiện. Hắn đầu độc mọi người, sau đó tạo ra thuốc chữa trị. Việc này cho phép hắn dễ dàng kiếm được hàng trăm triệu từ việc bán thuốc. Nhưng K không hài lòng với mục tiêu của mình. Hắn đã cử đội quân nhân bản bắt đầu hành động. Chúng đi đến trung tâm các thành phố để phát tán bệnh dịch. Những lọ thuốc chứa virus được phát tán mọi nơi, từ nguồn nước uống, khu chợ đông đúc đến trung tâm mua sắm. Những thọ thuốc này được ngụy trang bằng màu xanh như lá cây. Khi ống chứa vỡ ra, nó sẽ phát tán và nhanh chóng tan biến trong không khí. Điều này nhanh chóng khiến người dân bị nhiễm bệnh mà không hề hay biết. Trong khi đó, Taiju đang đi dạo trong thành phố và chìm đắm trong niềm vui khi sắp trở thành một ông bố. Khi anh định mua một cây kem cho Zabo thì gặp phải một điều kỳ lạ, đó là tất cả kem của mọi người đều biến mất. Điều này thu hút sự chú ý của Taiju, anh đã dùng siêu năng lực của mình để quan sát. Cuối cùng cũng tìm được người khơi mào cho việc này. Hai bên đã lao vào đánh nhau rất dữ dội. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt, thành phố đang rất hỗn loạn vì virus bùng phát. Khi Taiju quay lại, anh đã rất bất ngờ trước diễn biến của bệnh dịch, bệnh viện cũng đã quá tải. Cả cô gái nhỏ trong tay anh cũng không thể cứu vãn được. Cảm giác bất lực này khiến Taiju rất khó chịu. Anh cũng biết được thông tin từ người cha của mình rằng nếu không thể kiềm chế bệnh dịch càng nhanh càng tốt, thành phố phồn hoa này trong 10 ngày tới sẽ không còn một bóng người. Khi đang tuyệt vọng, cha Taiju bất ngờ phát hiện ra rằng gia đình anh không bị nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là có thể có kháng thể trong máu. Vì sự an toàn của cả nhân loại, Taiju đã tiêm virus vào người để nghiên cứu. Sau một lúc tỏ vẻ rất đau, anh đã trở lại bình thường. Điều này chứng tỏ máu của anh có thể giải độc và nhanh chóng được chế tạo thành huyết thanh. Với việc phun thuốc giải độc, mọi người trở lại bình thường ngay trong đêm và virus được loại bỏ. Việc này khiến K rất tức giận vì virus được tạo ra từ máu của hắn như một phần cốt lõi, ngay cả chất kháng thể cũng được tạo ra từ máu hắn. Hắn không tin trên đời này lại có những người mang dòng máu độc nhất vô nhị như hắn. Hắn đã huy động người cố gắng bắt cóc tiến sĩ Steel Pillar trong cơn khủng hoảng. Rất may mắn Taiju đã phát hiện kịp thời. Cả ba tên lính của K thấy vậy liền lao đến đánh anh. Mặc dù có số lượng nhiều hơn, nhưng họ không phải là đối thủ của Taiju. Tên có chiếc lưỡi dài lần trước giao tranh với anh hiện đang ở đây.
Có vẻ như lúc trước việc thành phố bị virus tấn công đã làm anh phân tâm và để hắn trốn thoát, nhưng lần này hắn không còn may mắn như vậy nữa. Tai Du dễ dàng đánh bại hắn, hai tên còn lại chứng kiến sức mạnh của anh đã quyết định bỏ trốn. Sau khi hạ đám thuộc hạ của Ca và cứu cha mình, Tai Du lập tức đưa Brown đến bệnh viện. Nhưng anh đã đến muộn một bước, đứa con của anh đã ra đi, thông tin này khiến Tai Du rất buồn. Nhưng mọi người không biết rằng, thuộc hạ của Ca đã đột nhập vào bệnh viện và đã đánh cháo Brown. Khi tỉnh dậy, Brown phát hiện mình đã ở một nơi mà cô không hề biết. Ở phía bên kia, mọi người đang nghiên cứu tên thuộc hạ có chiếc lưỡi dài của Ca. Kaiza, người hiện đang giả mạo Brown đã rất lo lắng cô sẽ bị lộ diện. Sau khi biết tin này, cô ta lập tức lao tới đó để kiểm tra. Tên thuộc hạ của Ca đang bị giam ở phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Hắn đã ngửi thấy mùi của Kaiza và nghĩ rằng cô ta đến cứu mình nên lao ra mà không cần suy nghĩ. Kaiza đã nghe lén được thông tin Tai Du sẽ sang Singapore tham gia hội thảo, và đây là cơ hội để hành động. Cô đã báo cáo chuyện này cho Ca. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Kaiza lại chìm đắm trong tình yêu của Tai Du. Bởi vì điều này mà Tai Du đã phát hiện ra âm mưu của họ. Nhưng lúc này, cha anh đã bị Ca bắt cóc. Ông phát hiện ra rằng gen của hai người họ giống nhau, nhưng họ không phải là máu mủ ruột thịt. Nguyên nhân tất cả chuyện này là do Eve Doctor. Ông đã tạo ra Ca bằng cách sử dụng gen của tiến sĩ. Tuy nhiên, do khuyết tật bẩm sinh nên Eve Doctor đã ném anh vào trại trẻ mồ côi. Sau khi nghe Ca kể hết câu chuyện, tiến sĩ mới biết rằng hắn là đứa con công nghệ tổng hợp gen. Khi biết cả hai có cùng bộ gen, hắn đã lên một kế hoạch với âm mưu lấy tủy của tiến sĩ để chữa bệnh cho mình. Đổi lại, hắn ta sẽ thả Brown đi. Dưới sự hướng dẫn của Kara, Tai Du đã lao đến căn cứ với một tốc độ nhanh như ánh sáng. Vì yêu Tai Du nên Kara đã phản bội và đối đầu với những đồng đội cũ. Với sức mạnh của cả hai, họ dễ dàng giải cứu được Brown. Nhưng điều tồi tệ là họ đã lật tung căn cứ vẫn không tìm thấy tiến sĩ. Trong lúc đang tìm kiếm, họ không biết rằng Ca đã thay tủy thành công. Hắn tỉnh dậy và đã di chuyển được. Không những vậy, sức mạnh của hắn tăng lên một cách đáng sợ. Kara đã tìm đến đây. Trong lúc Ca đang không đề phòng, Kara tung ra một đòn chí mạng nhưng không có tác dụng. Cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ một động tác nhẹ hắn đã dễ dàng bẻ xương sống rồi hất cô bay ra xa. Cùng lúc đó, Tai Du từ phía ngoài lao đến tấn công. Đáng tiếc, Tai Du cũng không phải là đối thủ của hắn. Chưa đầy một phút, anh bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Sau khi hạ được Tai Du, hắn đến thành phố nhộn nhịp để phô trương sức mạnh. Những khẩu súng của cảnh sát dễ dàng bị sức mạnh tâm linh nghiền nát. Khi mọi người đang hy vọng vào sự xuất hiện của siêu nhân, Ca đã tiết lộ một tin với mọi người rằng siêu nhân đã bị hắn giết chết. Ngay lúc này, tiến sĩ đang sắp xếp những tấm gương bể vào vị trí. Ông từng có một thí nghiệm hồi sinh các sinh vật bằng ánh sáng, và bây giờ, ông đã bắt đầu công cuộc hồi sinh con trai bằng chính thí nghiệm đó, với cái giá là mạng sống của mình. Lúc này, Ca đang tiến hành công cuộc tàn sát người dân với sức mạnh mới. Nhưng Tai Du, người đã được hồi sinh bởi cha mình đã đến và giải cứu mọi người kịp thời. Tai Du đang mang trong mình một nguồn sức mạnh to lớn của ánh sáng. Sau khi vận sức mạnh lên đến đỉnh điểm, cả hai lao vào đánh nhau ác liệt ngay trong thành phố. Những tòa nhà chọc trời dễ dàng bị thổi bay bởi sức mạnh của họ. Có vẻ như sức mạnh của Tai Du áp đảo hơn rất nhiều. Điều này cũng khá dễ hiểu, khi trong cơ thể anh đang có nguồn năng lượng ánh sáng vô tận sau khi hồi sinh, cùng với đó là niềm tin của cha anh đã để lại. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Tai Du đã tập hợp tất cả sức mạnh ánh sáng xung quanh vào một cây bút phép thuật. Chính nguồn năng lượng này đã hồi sinh anh từ cõi chết. Sau khi đã tập hợp đủ năng lượng vào cây bút, anh đã dùng chính nguồn năng lượng ánh sáng này để tiêu diệt Ca. 6 tháng sau, đứa con của Tai Du chào đời và nó khiến mọi người rất ngạc nhiên. Đứa con bé bỏng của Tai Du cũng có siêu năng lực, điều này chắc chắn bộ phim sẽ còn tiếp diễn trong tương lai khi đứa bé lớn lên. Nếu bạn có sức mạnh vô hạn, bạn muốn sử dụng nó vào điều gì nhất? Hãy thử đặt câu hỏi cho chính mình.